Tại huyện Vĩnh Thạnh, hôm qua lãnh đạo huyện đến thăm và chúc mừng các vị sư sãi và bà con Khmer tại ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình. Trong những năm qua, các dịp chưa tăng ban quản trị chùa, Phật tử, đồng bào dân tộc Khmer có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Quyền Vĩnh Thạnh. Nổi bật là xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, tích cực lao động sản xuất và giúp nhau thoát nghèo bền vững. Đến nay, trong tổng số 205 hộ, chỉ còn 3 hộ thuộc diện hộ nghèo. Lãnh đạo quyền Chính Thạnh mong muốn thời gian tới bà con tiếp tục cùng giới quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh hàng năm, nhất là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đại đức Mai Chí Tâm, trụ trì chùa Samaki mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo quyền Chính Thạnh và xã Vĩnh Bình tiếp tục quan tâm hỗ trợ chăm lo đời sống bà con Phật tử ngày càng có cuộc sống khá hơn qua đó góp phần đồng hành cùng với chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong thời gian tới